Hello, chào cả nhà. Tối nay là chuẩn bị ăn lẩu bà con. Thì ở đây còn thịt bò ăn phở còn đây. Rồi bò nước súp làm pha nước súp nha. Làm lẩu ăn, lẩu cá viên, tôm thịt. Mời cả nhà ăn lẩu với gia đình Lan. Cái này đừng. Mời cả nhà ăn lẩu nha. Lấy cái đồ cắt mới được không bao dính để nó tự ăn. Lấy cái kéo cho ba con, bà hết cái đầu tôm nè. Rồi. Đầu cho mình. Gắp ra luôn nha, để nó chín quá cái nó thuốc lại. Rồi hết cái đầu rồi. Bà hết ngay cái đầu đó. You got how many phone you want? Dude, you're gonna kill that fucking thing, huh? I'm sticking in the short. Now, when someone's gonna stick their mouth in there? Đấy, cái miếng là để đây nè. Rồi, mày còn vô ăn đi. You want coffee? Five. Mày còn đưa đây chén. How many? Three. Three à, ba cái rồi. Đưa đây cô gà. Five. Đưa đây cô gà. Come on, bring your noodles over, a bowl over to grandma for noodles. Đưa nó lấy cô. Five, better. Good. Hát hát nè. Five. Nó cho nó đi đấy, chỗ cái bò với cho nó. Cái nó ăn vô ăn đi. Rồi mày cồ gắp ra hết. Mày thử là bà giống như cà phê vậy đó bà. Mày nó kêu để vô tủ lạnh chứ. Dạ, yeah, không phải cũng như nước đá. Mà ok. Mẹ... Mà mẹ có quậy cái dao không? Chưa mà. Mẹ cần lắc lên đúng rồi. Mẹ cần sấy nữa mà. Hai chấm. Nè. Anh nào muốn ăn nước tương riêng phải không? Ăn miếng miếng đi. Còn muốn ăn cơm với khô thì sao đó. Sôi chứ. Sôi rồi. Rồi. Uống rượu nha bà con, rượu có cặp ghê chung với rượu bên lì nếm tàu rồi đó, chơi hết lên rồi luôn ngon đứa keo tên nó qua để vô, để vô bỏ mát cho mừng luôn mát lên chứ đói bụng cái nó không soi, cãi gỗ như nè ở cãi gỗ, đói bụng cái thấy nó không soi con cũng ăn cơm, con cũng ăn cơm xịt cho con mít, con biết ăn cái này ăn riêng là ăn nước tương săn quần trong này nước mắm cũng được cái lẩu săn quần gọi con ăn thịt bò con nướng vô nó còn ăn từ từ đi con không đói nhiều đừng có ăn cơm đó mà ăn rau cải rồi yes cảm ơn em chia cho gặp tao mập vậy ta chia cho cô gà không có chia được 100 kg tôi chia rồi mệt quá chia không được chứ không chia được cái căn tôi chia cái này chín mời cả nhà mời cả nhà ăn cái này chín chưa chín rồi để cho lại nghe mấy chả nó chín nó rồi chỉ để cho nó thế là bô à yeah, cool that. You want very nice. You want meatball? Yeah. No, để nó nóng rồi con cắn ra chút hả? Ngon lắm. Con nội biết nó ngon, con nội xin mày. Anh nóng bia không? Không. Ngay cô. Bữa nào về đói bụng nó ăn đi. Đây nó qua đây. Mà cổ cũng gì đen phải gỗ ăn chung với sa tế ngon mà còn thịt bò là the best bà viên đó anh ăn đấy bà viên viên nhóc nó ăn đấy bữa nay nhóc này mới rồi rồi chị nói gì chest infection. Nó lạnh hả? Phổi. Không phải phổi, cái ngực. Cái ngực bị lạnh phải không con? Không. Chỉ là thì là phổi đó. Phải là phổi. Nó lạnh. Dr. Danny James Nguyễn. Anh chú đó là gì? Chú đó người gì thằng này nè? Chị thi đi, anh đẳng không đó. Ông tắt chút khác, dân phòng khác. Bọn ông thì biết tiếng Việt, cầm lắm, ông thì không biết làm tiếng Việt. People very nice. Còn con nói tiếng Anh với tiếng Việt. Tiếng Anh? Tới là có mà đi...
chú nói bye bye. Cái này không? Cái này không? Chúc cho đi dưới luôn rồi. Cái này nó còn hồng hả? That's prawn. That's prawn. That's prawn. That's a that's generally one of those in there. Yeah, special. Yeah. Yeah, in there, in the pot. You want more? No, 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 ăn nhiều rồi. You want more? I put in more for you. No more. It's corn. Cái này. Cái này còn chín chưa vậy cái này nè. Trời, nó còn mềm cỡ đó sao? Nó mềm cái cỡ đó, chưa chín chắc. Để nó hết giống lên tới lụa ông thầm tới ngón tay ông luôn anh nuốt luôn không ạ, cho nó vô chổng nó luộn lên một đồng vậy nghe gấp gấp dưới này nữa là bà hầu gấp cho. Oh dude, do you eat the star one? No. You want one? Yeah. No one told me about a star. Dude, what, how could you not see it? Rồi xong tối là cho nó uống ăn thêm nha con, uống nước bụng. À mày phái được cho ăn. Ăn với cả gỗ một ngày rồi. Nghe má lực. Cả gỗ ngon mới còn. Má lực. Cảm ơn bà. Nè. Nè. Cái gỗ nó ngon quá trời luôn. Bỏ vô để mình không ăn gà để bỏ rồi. Đây cái mà cái đọt cái đọt cái đọt cái con đọt đó cho ăn kia có màu xanh chút xíu rồi. That's fish, should be fish. That's a fish cake. I like fish cake. You like it a lot. I never said a lot. I'm asking if you like it a lot. Look. A little. Rồi đang đưa đây bà nội đó. Hả lộ lộ. Hả bê bê. Sit down. Ở bên đây khác. Bên đây chích nè. Sit. Cho nó cộng chích nè nè. Đây. There's some more fatty. Bên đó rồi khác. Bên kia nó chưa chín. Bên nó chín phụ. Phải gỗ ngon à. Xé làm chi nó qua mặt này. Được nè, té đi cho cò đi. Cái gì con? Ờ, chuối cho nó để con nướng, bây giờ nó chín, bây giờ làm gì ăn ta? Mua cái gì đó, giờ nấu về chuối ra. Thì bột bán, bột phai phải không? Ờ, cộng dài dài nhiều quá con. Nó muốn ăn bột phai, để mua bột phai rồi làm chè chuối nè. Cộng dài dài với cộng dắt dắt á. Ờ, ờ. Rồi mình mua hộp nước chuối trường á. Giờ chín chuối á. Ủa đang mưa hả? Mưa mà. Ừ, rồi hả? Rồi sáng mẹ tính đi ra làm công chuyện mà thấy mưa. Cái nó mưa trong cò bỏ chứ con ăn không dùm. Ba. Ghé hả? Ừ, nó con nắm nó thì đợi cho nó ngồi nó nghỉ mệt chút đi ăn với mình vậy đó. Ngồi nghỉ chút đi. Nói cho ba đợt. Ừ, ăn đi rồi dắt đi. Dắt ăn đi rồi mập. Rồi nữa thở là nạp đó. Tội nghiệp nó không biết đại ợt, giống mình là mình còn biết gì đại ợt nó không biết. Mà mình nói đến dành tiền cho mày nha. Cho mày dễ đại ợt cho mày luôn. Mày cũng bà à, biết mày. Nói đến dành tiền, mới đi bệnh viện. Này Vũ Hiền, nó cộng cái gì này Vũ Hiền? Bắt lửa không ra, bắt lửa. Ừ. Thôi ta nghỉ ăn rồi bà con ơi. Nghỉ rồi, không ăn nữa rồi. Thôi ra xin chào cả nhà nha. Ăn gì đó với rau cải đồ thôi. Hôm nay vì nó lên kiếm lô rồi. Không muốn ăn nhiều nữa. Rồi bạn xin chào cả nhà, hẹn bà con ở biết sao nha. Anh Liêm còn ăn cơm. Bye bye. Bye bye bà con. Chúc bà con ngày mới vui vẻ. Bye bye. Tắt mẹ anh Liêm.